Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà 5D. Ngày hôm nay tiếp tục chuyên mục review đánh giá các sản phẩm gạch kính. Mình gửi đến cho các bạn một sản phẩm gạch kính có nguồn gốc nhập khẩu từ Indonesia. Với kích thước bề mặt ở đây 30 x 30cm. Độ dày viên gạch là 10cm. Mẫu gạch kính này có họa tiết vân mình đánh giá rất là đẹp và sang trọng này. Dạng vân của nó các bạn có thể hình dung được ra là cái gì không ạ? Nó giống như là những cái tảng băng trong vắt vậy, cực kỳ là đẹp mắt. Cái dạng vân như thế này thì mình nói luôn là thường chỉ độc quyền trên các mẫu gạch có kích thước 30 như này thôi. Và cái những cái hàng nhập khẩu như này, dạng vân này thì thường sẽ không xuất hiện trên các mẫu gạch phổ thông, gạch kính phổ thông chuyên lấy sáng khác như là mẫu gạch có kích thước 19x19 đâu. Thế nên là giá thành của những viên gạch 30 như thế này là tương đối là cao so với các mẫu khác trên thị trường. Viên gạch này có trọng lượng là khoảng 6,9, tương đương với khoảng 7 cân trên mỗi viên gạch như này, cực kỳ là nặng. Và mẫu gạch kính này được làm toàn bộ bằng chất liệu thủy tinh cao cấp, có khả năng xuyên sáng và khuếch đại ánh sáng. Để lựa chọn những mẫu gạch kính thì các bạn nên chọn những mẫu gạch có họa tiết vân nó đơn giản thôi, hoặc là nó mật độ vân nó cũng không được, đừng có dày quá thì khả năng xuyên sáng nó sẽ cao hơn. Như mẫu này mình thấy là cũng khá là đẹp này, vân rất độc và lạ. Với kích thước bề mặt là 30x30 thì các bạn cần khoảng 11 viên gạch như này để đạt được diện tích 1m2. Và sản phẩm này chuyên dùng để lấy sáng cũng như là để trang trí nội ngoại thất trong phòng. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.